nhiều không không? Tùy ăn đứa nhiều anh ơi. Mà không mập. Ừ, tùy đứa. Nó bé mà thanh chăm nó như giữa ở quyền chăm nó cắn nó cũng mập. Chăm nó cái nó tròn 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 tí cái thả cái nó chăm cái. Tăng là chăm kiểu mình ăn cái nó ngọt lắm á. Tại vì thanh nhiều khi sáng vậy thôi mở lên kinh nhận thanh ăn cho nó. Ừ, thường thường ba cử là mẹ. Còn ăn không? Thả nó. Đang ngồi xuống. Rồi con ăn đi nè. Còn không không con không ăn thì sao? Không không. Ăn đi bác nè, mẹ cho ăn nha. Cơm ngon lắm con ăn đi. Ăn nhiều một vô cho mẹ. Ăn đi con, ăn nè. À. Con cứng, con cứng hả? Thơm ha. Tỏi. Tỏi gì? Đúng rồi, bơ hả ha. Ngồi lại đây ăn hết rồi mới đi chơi. Thôi, con làm xếp ra đây dùm anh đi. Ờ, chắc đi xếp đây. Rồi, bánh gì phải không? Toy Story, hết chú biết không? Trời ơi, gái còn phải Toy Story hả? Ừ. Đồng gái thân nó không biết.